Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Sander DT Vlog. Hôm nay mình có mặt tại xã Giang Tao, huyện Lắc của tỉnh Đắk Lắk nha mọi người. Mình đi tham quan đá voi cha nha mọi người. Mong mọi người theo chân Sang để đi tham quan xung quanh núi voi cha của huyện Lắc tỉnh Đắk Lắk nha mọi người. Rồi mình đi xuống con đường toàn là ruộng lúa không nha mọi người. Lúa xung quanh đẹp lắm. Xung quanh rất đẹp luôn mọi người, toàn là ruộng lúa mênh mông luôn mọi người. Sau một thời gian thì mình đã tới đá voi cha nha mọi người. Nhìn xa xa giống như hình con voi luôn nha mọi người. Mình đã có mặt tại đá voi cha nha mọi người. Vòng vòng mình tham quan đá voi cha cho mọi người xem, quay cảnh cho mọi người xem nha mọi người. Này là giống như là hình cái đầu của đá voi cha mọi người. Nằm
hướng mặt Hồ Lắc nha mọi người. Hồ Lắc là bên đây nha mọi người. Nhưng mà sau một đêm dịch chuyển thì đám của cha đã nằm giữa nha, những cái đồng xanh bát ngát luôn nha mọi người. Wow, rất đẹp luôn mọi người ơi. Xanh bát ngát luôn mọi người. Mình lên nha mọi người. Rồi. Mình review cảnh xung quanh khu đá của cha xem nha. Nằm ở giữa những cánh đồng xanh bát ngát luôn. Kênh và xe để làm động lực cho Sang để làm những video tiếp theo nha mọi người. Cảnh xung quanh rất đẹp luôn mọi người. Xung quanh để tham quan cho mọi người xem nha, quay tận cảnh cho mọi người xem đá của cha luôn. Xung quanh thì lúa không thì mình cũng không Sang cũng không có lội xuống lúa được, dân người ta chữ giác. mình phải đi đi vòng vòng. Mong mọi người bát ngát mọi người.
Wow, giờ này mình đã lên được núi Đá Voi Trang các mọi người. Để mình quay cảnh xung quanh cho mọi người xem. Nằm giữa những cái đồng bát ngát luôn mọi người. Quay video là quay lý tưởng luôn nha mọi người. Xin tạm dừng tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì like và share, đăng ký kênh để ủng hộ Sang có động lực làm những video tiếp theo nha mọi người. Xin chào mọi người, hãy đón xem video của Sang vào ngày mai nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người.